Rất vui chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và tối ngày hôm nay, mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Con Tinh Dạ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa, với phần 2 có tựa đề là Tà Tinh Khó Trừ. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của anh Nghĩa, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Con Tinh Dạ, tập 2. Bà hội đồng bước vô, thấy ông chồng đang ngồi gật gù uống trà trong gian nhà chính. Bà ngồi lại thở dài một hơi rồi cất tiếng: "Giờ tính đây sao đây hả ông hội đồng?" Ông hội đồng tự dưng nghe vợ hỏi ngang hông nên chẳng biết bà này muốn nói cái gì. Ông nhíu mày hỏi lại: "Ê, bà nói tính mà tính cái gì? Khi không hỏi ngang hông vậy ai mà hiểu chứ?" Bà vợ bèn thuật lại tình trạng của mẹ chồng hiện nay. Nói xong bà hỏi tiếp: "Đó, chuyện là vậy. Hồi đầu nghe đám người làm nói tôi không có dám tin lắm. Tới khi chính mắt trông thấy rõ ràng thì mình mấy tôi ta nói ốc ác nổi có cục kìa, sợ thiếu điều chết giấc tại chỗ. Bởi vậy nói coi ông tính sao, chứ để vậy thiên hạ họ đàm tiếu dị nghị không có hay đâu." Ông hội đồng cũng chưng hửng: "Ừ, có chuyện đó thiệt sao?" Bà vợ ngoe ngoậy trả lời: "Cái chuyện động trời như vậy ai mà dám đặt điều nói chơi chứ. Ông không tin lời tôi á thì cứ tới đó mà dòm thử đi, sẽ tỏ tường trắng đen chứ gì." Nghe vợ nói cứng như vậy, ông hội đồng cũng không còn thái độ dửng dưng nữa, mà quay ra dò đầu bước tay, kêu trời liền miệng, không biết giải quyết cách nào đây. Sau cùng thì bà vợ nêu ra ý kiến của mình: "Nè, giờ tôi tính vậy, nhắm coi có được không nha." "Ừ, ý gì? Đâu bà nói thử coi. Chứ tôi thiệt tình nghĩ nãy giờ mà cũng chưa biết phải mần làm sao cho nó phải hết đã." Bà vợ liền kề tai chồng nói ra ý của mình. Theo ý bà, trước hết cứ may liền mấy bộ đồ bằng vải thiệt dày, mà tay áo và ống quần may dài phủ tay, phủ chân, để ít có người ngó thấy cái hình dạng lông đen mọc ngày càng nhiều của má. Kế đó, ông hội đồng cũng ra lệnh cho tôi tới trong nhà, cấm không được bếp xếp chuyện này nữa. Đứa nào để lộ chuyện này ra ngoài lập tức bị đánh đòn, đuổi việc. Nghe lệnh trên, đám tôi tớ sợ hãi dạ chân, bởi họ biết ông hội đồng mà ra tay với kẻ nào thì kẻ đó khó sống. Hơn nữa gia đình còn bị liên lụy chứ không có chơi. Bản tánh tàn bạo của ổng ở xứ này ai mà không biết. Bởi từ hồi nào tới nay ổng cậy quyền cậy thế, ăn ở thất đức, cho nên mới có chuyện như bây giờ. Có người tá điện quán giận buông một câu: "Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà, đáng đợi cái kẻ ác." Nghe bạn nói vậy, một người đàn ông đứng cạnh liền lên tiếng khuyên: "Thôi, phận mình thấp hèn, tráng mà giữ miệng giữ lời, không thì khổ với ông đó." Cho một thời gian cũng bình thản trôi qua, mà không nghe ai bàn vô tính ra chuyện của bà già nọ nữa. Mãi cho tới mấy tháng sau, bữa đó thằng coi trâu của gia đình ông hội đồng, nó xách theo con dao ra phía sau hè, cách cái chuồng heo cả trăm thước, tính sắn mấy mục mang mạnh tông để đem vô ăn, thì phát hiện ra một mớ lông gà, lông vịt quá xá lớn đang chất thành đống ở đó. Nhìn qua, nó ước tính cái đống đó ít nhất cũng phải mấy chục con. Bởi vậy nó liền nghĩ đem chuyện đó vô học với lại chú Ba Lực tá điện. Nghe xong, hai người bàn tính nhau rình coi ai cả gan dám ăn gà vịt của nhà ông hội đồng ở ngay trên đất của ổng. Kẻ đó thiệt gan lớn bằng trời mà. Tuy là số lượng gà vịt của ổng nhiều không đếm xuể, có lẽ lên tới cả ngàn con chứ chẳng ít, mất vài chục con dễ dậu gì biết được. Nhưng quan trọng ai là người dám làm cái chuyện đó, mà càng cả gan hơn khi ăn xong còn dám bỏ lông trên đất ổng, mới là điều đáng nói. Hai chú cháu không phải trình lâu, bởi người dám làm chuyện tưởng chừng không ai dám làm lại là bà cố. Và cái cách bắt gà vịt
đã làm cho hai chú cháu nọ một phen kinh hồn. Bà ta bước tới chuồng vịt, tay chụp ngang hông một con vịt đang đứng trong chuồng, khiến nó kêu lên cạp cạp, rồi đưa lên miệng cắn cái cổ hút máu. Từ miệng bà ta, máu tươi đỏ lợm nhiễu nhão ra ngoài, nhìn thấy mà phát lợm giọng, muốn ói tại chỗ luôn. Vừa hút máu xong, bà ta còn nhổ từng chùm lông quăng xuống đất, rồi đưa cả con vịt vô miệng, xé thịt nhai nhồm nhòm vài cái rồi nuốt xuống. Hai người đứng trình đã sợ tới xanh mặt như chàm đổ, không dám la cũng không dám thở mạnh, chỉ biết mà trung trại vừa bò vừa lết khỏi chỗ ẩn núp. Một hồi sau, hai người mới về tới chỗ nằm. Thằng nhỏ sợ tới quéo lưỡi, trung lại bẫy nói không ra hơi. Chú bà ơi, có lẽ mình gặp yêu quỷ hiện hình rồi, chắc chết tới nơi rồi quá. Chú ơi, tính bây giờ sao đây chú ba? Ba Lực thấy thiệt tội nghiệp cho thằng nhỏ, mới hơn 10 tuổi đầu mà phải chứng kiến cái cảnh rùng rợn đó. Mình người lớn mà thấy còn đứng không vững, huống hồ gì là nó. Ba Lực suy nghĩ một lúc lâu về chuyện bà cố hút máu và ăn thịt sống. Anh tin chắc bà ta đã thành tinh rồi, chứ không thể nào là người bình thường được nữa. Bây giờ có nói ra, nếu không bị ông hội đồng đánh cho một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết, thì cũng bị con tinh nọ nó trả thù. Sau khi đắn đo suy nghĩ, để tránh nguy hiểm cho hai người và gia đình không bị liên lụy, nên Ba Lực với thằng nhỏ quyết định cùng nhau xin nghỉ, không làm tôi tớ cho nhà hội đồng nữa. Ông hội đồng biết chắc là có chuyện chẳng lành đang xảy ra trong nhà mình, nên hai chú cháu này mới xin nghỉ một cách hối hả tới như vậy. Và mặc cho ông la lối, hầm hè, nhưng hai người nọ cương quyết không chịu ở lại. Sau cùng, ông đành bất lực nhìn hai chú cháu người ta điền nọ lặng lẽ rời đi. Lúc họ vừa bước ra khỏi cửa là đi như chạy, không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Còn bà già kia thì ngày một thay đổi nhiều hơn. Hồi đó dù bà thường lớn tiếng la chạy, dạy dỗ đám tôi tớ, nhưng mỗi lần quở mắng trội lại thấy tội nghiệp họ, cho nên hay cho tiền chúng nó. Nhưng mà bây giờ cả ngày bà không nói với ai cả, trong miệng thường lầu bầu cái gì đó không ai nghe được. Lâu lâu lại loáng thoáng nghe mấy âm thanh gừ gừ một cách khó hiểu. Sau khi hai chú cháu thằng nhỏ chăn trâu bỏ đi không được bao lâu, thì nhiều người trong nhà thấy bà già ăn gà vịt sống một cách công khai. Mọi người đều lo sợ, nhưng so với bà già, họ còn sợ thế lực của ông chủ nhà hơn, cho nên đành bấm bụng ở lại. Cả đám bàn tính, chừng nào mà tình hình xấu hơn thì đồng loạt xin nghỉ, để ông hội đồng không có cớ bắt bẻ. Mà quả thiệt tình hình mỗi lúc một tệ hơn và càng kinh dị hơn. Sau một thời gian ăn gà, ăn vịt, làm như không đã miệng, bà lại chuyển qua cắn cổ mấy con heo nhỏ mà hút máu, khiến cho chúng kêu la inh ỏi. Mọi người ai nấy cũng ớn lạnh, nhìn cảnh bà ta ngang nhiên ăn heo mà cả đám hít thở muốn không thông. Rồi tình hình càng nghiêm trọng hơn, bà ta còn nắm lấy tay mấy đứa tớ nhỏ tuổi, dùng mấy cái móng tay dài nhọn của mình cào cào, làm cho chúng đổ máu ra lên láng. Tụi nhỏ đau đớn rút tay lại chạy đi, còn bà già nọ thì khoái trá cười lên sặc sụa, đưa móng tay còn dính máu lên liếm láp coi bộ rất khoái chí. Có đứa không chạy kịp, nhìn thấy cảnh liếm máu như vậy thì kinh hồn bạc vía, mặt cắt không còn chút máu, lập tức bỏ chạy rồi trốn đi mất tiêu. Đến khi về đêm, bà ấy thường hay gào rú la hét như một người điên. Nhưng chuyện đáng sợ kia đâu dừng lại ở đó. Vào một bữa nọ, đứa con trai nhỏ của người tá điện mới lẩm chẩm biết đi. Nó vô tình đi ngang dưới sân, vừa lúc đó bà già kia bước tới, bà xớt ngang thằng nhỏ, đưa lên miệng toàn cắn nó. Thời mai cha của đứa nhỏ kịp nhìn thấy, bất chấp hiểm nguy, anh ta nhảy vô giành lại đứa con, rồi dùng chai hất mạnh bà già. Nhưng không ngờ bà nọ vẫn đứng vững không hề lung lay, còn anh ta thì lính quýnh muốn té ngửa ra. Quá hoảng sợ, anh ta ẵm con chạy thẳng lên nói với ông hội đồng câu chuyện mới xảy ra, rồi cương quyết dẫn vợ con rời khỏi nhà ông hội đồng ngay. Mấy người làm chứng kiến cũng vội vã kéo nhau rời đi. Sự việc diễn ra chóng vánh, khiến cho hai vợ chồng ông không kịp năn nỉ hay hăm he cái gì hết. Chỉ mấy ngày sau, một gia trang đông đúc tới mấy chục người, vừa tôi tớ vừa con cháu, nay chỉ còn lại vợ chồng ông hội đồng
cùng 6 đứa con, cháu và 2 vợ chồng ông quản gia trung thành. Mọi người tuy rất lo ngại, nhưng họ chưa biết tính sao. Không lẽ bỏ nhà bỏ cửa mà đi để tị nạn nơi khác thì có cớ cho thiên hạ đàm tiếu, nên đành cắn răng ở lại mà chịu trận. Bản thân ông hội đồng cũng đi tìm thầy về trị cho mẹ mình, lớp nào là thầy thuốc, bởi họ nghi có thể bà già bị bệnh điên. Lớp thì tìm thầy pháp để trừ tà đuổi ma. Do ông có tiền lại có tiếng, nên cũng có nhiều ông thầy mau mắn tới coi mạch. Nhưng vừa nhìn thấy bà ta thì là quản hồn bỏ chạy đi một nước. Kế tới là mấy ông thầy pháp, người cao tay ấn cũng có, mà kẻ biết chút đỉnh cũng có. Nhưng vừa giáp mặt bà già thì lật đật xá dài mà chạy tuốt. Cho cũng theo lời chỉ dẫn của người bà con bên vợ, đích thân ông hội đồng đi trước được một thầy pháp rất cao tay ấn ở bên Rạch Giá lên trị cho bà già. Ông thầy này chừng 50 tuổi, tướng tá bệ vệ, chậm rãi và đạo mạo, tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn. Sau khi hỏi cặn kẽ tình hình của bà lão nọ, liền gật gù mà tuyên bố: Loại này dữ đây, ngoài ta ra sợ không có người thứ nhị dám nhận lời trị nó đâu. Nói xong, ông lấy đạo bào vàng bỏ vô cái túi vải có hình bát quái thiêu phía trước khoác bên mình, tay cầm thêm thanh kiếm gỗ xoan đạo. Ông quay xuống nhà, gọi 2 người đệ tử và lấy thêm mấy loại pháp khí đem theo trợ lực. 3 thầy trò cùng khăn gối lên xe tới nhà ông hội đồng trị tà. Vừa khi tới nơi, ông thầy không vào ngay bên trong mà đi quan sát một vòng quanh nhà, đưa tay bấm độn tính toán, trầm tư một hồi lâu rồi mới nghiêm giọng nói: Yêu khí ở đây xung thiên, con tin này pháp lực thật cao cường, khó đối phó dữ đôi đạt. Khi nãy vừa mới có hy vọng, giờ đây nghe ông thầy pháp nói vậy, ông hội đồng quản hồn vội giả năn nỉ người thầy nọ ráng giúp cho gia đình của mình, cứ hễ xong xuôi sẽ đền ơn với số tiền lớn. Nghe vậy, ông thầy sáng mắt lên, nhưng làm bộ có đạo đức nói: Ta lấy việc cứu nhân độ thế là chánh, chứ tiền bạc chỉ là vật ngoại thân không đáng nhắc tới. Ông nhưng mà dẫu sao đó cũng là tâm lòng của gia chủ, ta xin nhận lĩnh. Cảm ơn ông hội đồng đã có lòng nghĩ tới nghe. Nói xong, ông thầy sai 2 đệ tử lập đàn làm phép. Trên đó được trải tấm khăn lớn màu vàng có hình bát quái và vẽ thêm nhiều đạo linh phụ. Đặc biệt đàn phép của ông không có bông, trái, trà trụ gì hết, mà chỉ có 2 cây đèn cầy trắng lớn, một cái lư nhang bự để cắm 3 cây nhang lớn cỡ ngón tay cái, cùng vô số đạo bùa vàng, chữ đen xếp đầy trên mặt bàn. 2 tên đệ tử chuẩn bị xong đâu đó, ông thầy pháp khoác vào tấm đạo bào màu vàng vẽ nhiều hình bát quái kia. Một tay ông cầm cây phất trần màu trắng có tua ngũ sắc, tay còn lại cầm một nắm nhang lớn, đi vòng quanh bàn, miệng lâm trăm đọc thần chú hay kinh kệ gì đó. 2 người đệ tử đứng gần đó, người cầm thanh kiếm xoan đạo, tay cầm một sắp bùa nhắm mắt, miệng cũng lẩm nhẩm đọc chú hay cái gì đó mà ông hội đồng không rõ. Người còn lại cầm một cái chuông, lắc lên mấy âm thanh rộn rãng. Tay còn lại cầm một sắp bùa, miệng cũng lầm trầm đọc. Một lúc sau, ông thầy pháp dừng lại, dậm cẳng hét lớn: Yêu tà, quỷ quái nghe lệnh tà, cấp cấp xuất hiện trước pháp đàn đi. Lời ông thầy pháp quả nhiên có hiệu lực. Bà già kia không rõ từ đâu chợt hiện ra đột ngột, thân hình ốm tông teo mọc đầy lông đen, trên mái tóc bù xù trắng như sương phủ dài gần tới gót chân, nhìn không khác gì loài quái vật, khiến cho mọi người có mặt đều giật mình kinh hãi, lùi liên tiếp mấy bước. Chỉ có ông thầy vẫn điềm nhiên dùng cây phất trần chỉ thẳng vào con quái vật vừa xuất hiện, miệng quát lớn: Con tên già kia, mau trả hồn trả xác lại cho người ta, rồi về núi tu hành. Nếu cãi lời, ta liền đánh cho hồn tiêu phách tán. Bà già tinh nọ ngửa cổ lên trời, cất tiếng cười khằng khặc thật lớn, rồi không trả lời mà từ từ tiến lại hướng ông thầy đang đứng. Bà ta đưa cánh tay lông lá lên tính hất đổ cái bàn thờ. Ông thầy pháp thấy vậy thì vung mạnh phất trần vô nó, miệng hét lên: Định thần, ngã cho ta. Nhưng bà già tinh nọ vẫn trơ trơ, không có ngã cũng chẳng bị định thân.
Bà ta nhìn thầy Pháp nọ với ánh mắt xem thường, rồi cất giọng cười càng thêm ghê rợn hơn so với khi nãy. Ông thầy Pháp liền quay qua hai đệ tử, hét lớn: "Tiếng bùa!" Hai người này trên tay đang nắm một sắp bùa, liền tung mạnh về phía bà già. Ba thầy trò tin tưởng với số bùa trên thì họ sẽ hạ được con tinh già kia. Nhưng ngoài dự liệu của họ, nó vẫn điềm nhiên mà bước lên, rồi vụt một cái, nó lật đổ bàn cúng, nhảy tới chụp lấy ông thầy. Ông thầy Pháp lách người sang một bên, dùng cái phất trần đánh thẳng vào mặt của nó. Người đệ tử cầm kiếm gỗ xoan đạo cũng nhảy lên canh ngay tim nó mà đâm mạnh một nhát. Con tinh già tay chụp cây phất trần, tay chụp thanh kiếm, dùng sức giật mạnh, kéo cả ông thầy Pháp và người đệ tử lại phía nó. Người đệ tử vội vàng thả thanh kiếm ra và mất đà ngã xuống đất một cú mạnh, làm cho bụi bay lên mịt mù. Ông thầy thì kém may mắn hơn, bị con tinh già chụp trúng, 10 móng tay nhọn quắc đen thui của nó quào trên người ông thầy Pháp mấy đường rướm máu. Cũng may hai người đệ tử xông tới kéo ông ta ra kịp lúc. Sự việc đó khiến cho ông thầy kinh sợ, tré lên bỏ chạy, miệng la bài hải: Nó dữ quá, ta chịu thua. Hai gã đệ tử nhìn thấy thầy bỏ chạy, họ cũng mau chóng đuổi theo sát gót, quên cả việc chào từ giả chủ nhà. Đám người còn lại của gia đình hoảng sợ trơ mắt nhìn về con tinh. Họ đang chờ đợi điều kinh khủng từ nó giáng xuống đầu. Cũng may cho nhà ông hội đồng, bà già nọ chỉ đối phó với ba thầy trò kia thôi, rồi lặng lẽ quay vô trong mất dạng, chứ không ngó ngàng gì đến mấy người nhà đang trung cầm cập. Ông hội đồng sợ đến mức té ngồi xuống đất, lòng tràn ngập sự thất vọng. Nhưng ngay sau đó lại có ý nghĩ còn nước còn tát, khiến cho ông hội đồng quyết tâm đi tìm thầy giỏi về để trị con tinh và trả lại xác cho mẹ mình, cũng như để cho nó không quấy nhiễu trong nhà nữa. Sau cả tháng trời bỏ công lặn lội xuôi ngược khắp nơi, hỏi thăm khắp các hang cùng ngõ hẻm, thăm sơn cùng cốc, với quyết tâm tìm cho được thầy cao tay ấn để trừ khử con tinh kia. Quả nhiên không phụ công trong rủi tìm kiếm, cuối cùng ông cũng được một người bà con xa hứa sẽ cùng đi qua bên Sóc Trăng, bởi xứ này có một ông thầy Pháp rất cao tay, chuyên dùng bùa ngải để trị tà ma, đã trị thành công thu diệt không biết bao nhiêu ma tà quỷ quái để mà cứu nhân độ thế. Nghe vậy ông hội đồng vô cùng mừng trở, nên chỉ ngay hôm sau liền cùng người nọ khăn gói lên đường đi Sóc Trăng. Sau khi tới nơi, họ phải đi ghe cả giờ đồng hồ mới vô tận tới con rạch, tìm tới nhà ông thầy bùa nghe đồn rất cao tay kia. Quả thật là vừa gặp mặt ông thầy bùa này, ông hội đồng cảm thấy rất tin tưởng vô cùng. Bởi ngoài nước da đen thui như lọ chảo, hai con mắt tròn do lộ ra ngoài sáng quắc đầy thần khí, tướng tá cao lớn dền dạng như tượng thần hộ pháp, tiếng nói thì rỗng rãng như tiếng chuông đồng, ma quỷ nào gặp phải không khiếp vía kinh oai chứ. Sau khi nghe ông hội đồng kể tường tận về chuyện con tinh kia, cái chuyện nó hiện ra lật pháp đàn, đánh cho ba thầy trò thầy Pháp kia chạy có cờ, ông thầy da đen tên Thum Dông liền nhắm hai mắt, ngồi im lặng một hồi lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra mà nói: "Ta phần nào biết con tinh nọ, tuy nhiên ta phải đích thân tới tận chỗ mới dám quả quyết được nó là ai và có thể trị đặng không. Bởi con này dữ dằn lắm, đám binh gia của ta không thể sáp tới gần để mà nhìn cho rõ được." Nói tới đây, ông thầy bùa Thum Dông ngừng lại, quay qua nhìn ông hội đồng, cười cười rồi nói tiếp: "Tuy nhiên là vì đường xá xa xôi, công cán của ta bỏ ra rất nhiều, vậy ông hội đồng tính ra sao?" Nghe ông thầy bùa nói như vậy, ông hội đồng thoáng suy nghĩ rồi chậm rãi trả lời: "Nếu mà thầy giúp trừ được con tinh nọ, tôi xin thưởng cho công của thầy 300 Ông hội đồng nghĩ rằng với số bạc lớn bằng gần một gia tài kha khá thì ông thầy nọ sẽ vui mừng mà nhận lời. Nhưng không ngờ ông thầy Thum Dông lắc đầu nói: "Quá ít, phải bằng hai số bạc ông vừa nói, ta mới bỏ công xuống đó giúp. Vậy ông hội thấy sao, đặng hay không?"
thấy số tiền ông thầy ra giá quả thực quá lớn, nhưng nếu không nhờ ông này, khó mà có người dám nhận trừ con tin kia. Sau một hồi cân nhắc, đành bấm bụng mà đồng ý. Thấy ông hội đồng chịu chi số tiền mình đưa ra, Tâm Dông tỏ ra hài lòng, chậm rãi nói thêm: "Vì con tin này rất là dữ, với sức của một mình ta cũng khó bề diệt trừ nó. Vì vậy ta cần tìm thêm người phụ trợ mới tiêu diệt được con tin kia." Tưởng đâu ông thầy bùa sẽ cùng với mình về nhà ngay để mà diệt trừ con tin, nhưng không ngờ lại còn phải tìm thêm phụ trợ. Ông hội đồng cảm thấy lo lắng, liền hỏi liền: "Ủa, vậy rồi chừng nào thầy mới tới giúp đặng đà?" Ông thầy da đen đưa ba ngón tay nói: "Ông hội đồng cứ về trước đi. Đúng 3 ngày nữa, ta và sư đệ Thạch Sót sẽ tới nhà ông." Ông hội đồng lấy làm khó hiểu, vì đây là lần đầu gặp, thì sao mà thầy Thâm Dông biết nhà mình để 3 ngày sau tự đến cùng với sư đệ được chứ. Ông bèn đem suy nghĩ của mình mà nói ra: "Ủa, nhưng mà bằng cách nào mà thầy biết nhà tôi để 3 ngày sau cùng người sư đệ tới vậy?" Ông thầy Thâm Dông cười lớn, tự hào trả lời: "Ta sai âm binh theo chân ông về tới nhà, thì 3 ngày sau họ dẫn đường ta tới đó, chứ nào có khó khăn chi." Ông hội đồng cùng người bà con nghe vậy thì lộ vẻ thần phục. Sau đó ông đặt 10 đồng vào dĩa để tiền chi phí cho thầy Thâm Dông 3 ngày sau đi ghe tới nhà mình. Cho cả hai kiếu tự ông thầy bùa mà ra về với lòng tràn đầy tin tưởng. Người bà con cũng đầy những tự hào khi giới thiệu được cho ông hội đồng một người thầy bùa cao tay như vậy. Quả nhiên là 3 ngày sau, lúc gần đứng bóng, ông hội đồng vừa cơm nước xong xuôi, đang ngồi trên bộ trường kỷ bóng lộn trong nhà uống nước, đưa mắt nhìn ra bờ sông có ý chờ đợi. Thì từ dưới bến trước nhà bỗng có một chiếc ghe nhỏ hướng mũi tấp vô. Từ trên ghe, hai người đàn ông mặc đồ trắng sánh vai nhau thủng thỉnh đi lên. Ông hội đồng nhìn thấy từ xa có người đi tới thì liền chăm chú nhìn. Khi hai người đó đến gần hơn thì nhận ra cái người cao lớn da đen kia không ai khác là ông thầy Thâm Dông, đi cùng một người có lẽ là sư đệ Thạch Sót của ông ta. Người kia tuy có dáng dấp lùn hơn nhưng rất trắng trẻo. Thấy vậy, ông hội đồng vội bước ra đón khách. Sau khi chào hỏi nhau vài câu, thầy Thâm Dông liền đưa tay chỉ qua người bên cạnh, nói: "Người này là sư đệ của ta, tên là Thạch Sót, rất giỏi dùng bùa. Hôm nay tới đây cùng ta trị con tin này, ông hội đồng cứ yên lòng đi." Nghe vậy, ông hội đồng rất tin tưởng, cho nên nở nụ cười đầy hy vọng. Vì mấy ngày nay gia đình của ông muốn mất ăn mất ngủ, rất khổ sở bởi tiếng hú hét của bà mẹ lúc nửa đêm. Đêm nào tiếng cười, tiếng hú lanh lảnh của bà ấy cũng rền vang, có lẽ cách xa đến cả cây số cũng còn nghe được nữa. Bởi vậy, sau khi mời hai ông thầy bùa vô nhà, ông hối đầy tớ đem trà ngon lên mời khách. Cả ba uống mấy tuần trà, ông hội đồng liền quay qua hỏi: "Ừ, thưa thầy, bây giờ mình cần chuẩn bị cái thứ gì để tôi xài sắp nhỏ nó lo liền?" Ông thầy Thâm Dông cười ngất, trả lời: "Bây giờ mới lo thì đã trễ quá rồi. Vì vậy ta đã lo xong từ 2 ngày trước rồi." Nói xong, ông thầy ngồi ngay ngắn lại, tay bắt ấn, nhắm mắt đọc một tràng dài cái tiếng lạ tai mà mới nghe qua tựa như tiếng miên, tiếng lẹo. Ông hội đồng ngồi bên cạnh, im lặng hồi hộp chờ đợi. Đọc xong, ông ta im lặng như lắng tai nghe ai nói, rồi tiếp tục đọc tiếng lạ nọ một hơi dài nữa, và lại im lặng lắng nghe. Cứ như vậy mà thêm 2 lượt nữa, ông thầy mở mắt ra nói: "Giờ ta đã rõ con tin này là giống gì rồi. Chà chà, coi bộ khó trị dữ nghe, chưa biết tin sao đây." Ông hội đồng nghe Thâm Dông nói vậy thì hoảng hồn, vội vàng năn nỉ: "Mong hai thầy tráng liệu bề giúp đỡ cho, vợ chồng tôi không quên ơn công lao của nhị vị đâu." Ông thầy Thâm Dông đằng hắn rồi nói một thôi một dài: "Ôi, cái khó ở đây chính là con tin này vào hơn chục năm trước vốn là người đàn bà có bầu bị giết,
cho nên rất oán hận kẻ gây ra cái chết cho mẹ con nó. Quán khí của nó theo thời gian tích tụ mỗi lúc một nhiều. Nay nhân dịp bà mẹ của ông Hội vừa mới mất, hồn vía chưa kịp rời khỏi xác thì bị con tinh sắp nhập vào. Điểm khó cho ta là con tinh còn giữ lại một phần hồn cùng với vía dại của bà lão trong cái xác của bà ấy. Nó không phải là ma quỷ hay là tà linh thông thường, mà giống như người còn sống hòa hợp với con tinh, thành ra rất khó thâu phục đó. Chà, chưa biết tính cách nào đây. Ông Hội Đồng nghe mà chưa hiểu rõ nên lên tiếng hỏi lại. Người sống hòa hợp với con tinh như vậy là sao? Mong thầy chỉ dạy cho. Tùm Dông lên tiếng giải thích. Bởi trong cái xác đó có một phần hồn vía của bà mẹ của ông được giữ lại, nên vẫn không thể tính là người đã chết. Lại có thêm hai vong hồn của hai mẹ con nọ đã thành tinh. Cái trường hợp này khó giữ đã. Nghe ông Thâm Dông nói vậy khiến cho cả hai vợ chồng ông Hội Đồng xanh mặt, nhớ lại việc xảy ra của 14 năm trước. Chính hai vợ chồng ông đã gây ra cái chết tức tưởi cho người đàn bà nọ. Chứ vì người này thiếu họ 80 đồng mà hơn 3 năm cứ hẹn tới hẹn lui không chịu trả, cho nên ông Hội Đồng cho người đánh đập bà ta một trận nhừ tử. Nhưng không ngờ người đàn bà này vì vậy đã bị sảy thai rồi qua đời. Lần đó nhờ chi ra nhiều tiền lo lót với quan trên nên cuối cùng chuyện nọ cũng chìm xuồng luôn. Không lẽ tới bây giờ người đàn bà nọ đến đây báo oán? Càng nhớ tới chuyện cũ, hai vợ chồng ông cũng muốn làm cử trét trung. Bởi chuyện đó bao nhiêu năm qua đã được giấu nhiệm chung quanh, không có người nào biết. Không ngờ bây giờ thầy bùa Thâm Dông lại nói ra rành mạch như vậy, làm sao mà vợ chồng ông không lành cẳng cho đặng. Bởi vậy ông Hội Đồng hết lời năn nỉ Thâm Dông và thạch xót cố gắng giúp cho mình. Trong sự khó khăn đều nhờ hai thầy đây hết sức giúp đỡ. Xong chuyện này ngoài số tiền tôi và thầy đã thỏa thuận trước đây, vợ chồng tôi xin đền ơn cho hai thầy đây một cách thiệt trọng thể hơn nữa đó. Cả hai sư huynh đệ Thâm Dông và thạch xót nghe vậy sáng rực mắt lên, và người sư đệ trắng trẻo khi lên tiếng. Tuy là nói vậy nhưng mà xin gia chủ cứ yên tâm đi. Ma tà quỷ quái có lợi hại tới đâu mà gặp hai huynh đệ ta đồng thời hợp sức trừ khử thì nó khó lòng mà thoát thân được đó. Nghe ông thầy nọ nói cứng như vậy, quá tình là vợ chồng ông Hội đã hoàn toàn đặt niềm tin vô tài nghệ của hai ông thầy miệt Sóc Trăng. Sau đó theo lệnh của ông thầy Thâm Dông, đám người còn lại trong nhà đem ra một cái bàn nhỏ cùng lư hương đặt ở giữa gian nhà. Thầy bùa Thâm Dông lôi từ trong tay nải ra một cái ô đồng màu đen bóng đưa cho người sư đệ đứng cạnh. Thạch xót cầm cái ô đồng đi ra sau nhà, bước thẳng tới mấy cái lu múc lên gần đầy một ô nước lạnh mang lên cho sư huynh của mình. Kế đó Thâm Dông liền lấy thêm một con dao nhỏ hiệu con chó đã lên nước sáng bóng. Ông bật lưỡi dao nhọn quắc gác lên miệng ô. Cả hai ông thầy bùa đều đội trên đầu một cái nón vải trắng nhỏ, rồi bước lui ra lấy thêm 9 cây nhang màu đen đốt lên cắm vô lư nhang đang đặt trên bàn. Làn khói trắng mờ ảo tỏa ra từ cây nhang mang theo một cái mùi hăng hắc thật khác thường, và nhanh chóng lan tỏa khắp gian nhà rộng lớn. Nhìn thấy khói đã tỏa ra khu vực rộng, hai ông thầy liền lấy thêm mỗi người 9 cây nhang khác đốt lên, cho cứ vậy mà cùng nhau đi xung quanh gian phòng khách. Vừa đi vừa vẽ nhiều cái vòng ngoằn ngoèo, khiến cả gian phòng rộng lớn bây giờ như chìm trong màu khối lam huyền ảo và cái mùi hăng hắc đầy quyền bí. Sau khi đi hết một vòng, ông thầy cao lớn cất giọng đọc một bài kệ nghe thật xa xôi, như từ chốn nào vọng về, càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho căn phòng lúc bấy giờ. Mấy phút nặng nề trôi qua, vợ chồng ông chủ nhà cùng đám con cháu đầy tớ còn lại đang hội hợp nín thở ngó chừng, thì bất ngờ một tiếng hú kéo dài cất lên, rồi tiếp theo sau là một chuỗi tiếng cười lanh lảnh vang vọng. Và bà mẹ của ông Hội Đồng, hay nói đúng hơn là con tinh già trong bộ đồ đỏ chói với mái tóc trắng như cước xõa dài,
hiện ra bên cửa hông của phòng khách. Bà lão áo đỏ từ từ bước tới, đưa hai cánh tay đầy lông đen và 10 cái móng đen thui nhọn quắc về phía trước, như muốn chụp lấy đám người đang đứng trước mặt vậy, khiến cho mấy đám cháu và cô đầy tớ hoảng hồn la lên rồi bỏ chạy tán loạn. Ông thầy thâm dông thấy vậy, một tay bắt ấn, một tay đưa bó nhang về phía con tinh nọ, miệng quát lớn ra lệnh: "Yêu nghiệt, đứng lại!" Nhưng con tinh già nọ dường như chẳng thèm nghe. Nó cứ vậy mà thủng thỉnh bước tới, như muốn hất đổ cái bàn giống như lần trước vậy. Thâm dông thấy lệnh của mình ra mà con tinh nọ điềm nhiên không sợ, thậm chí nó còn không thèm nhìn ông lấy một cái. Hành động đó làm cho Thâm dông tức giận, liền quát lên: "Yêu nghiệt, té cho ta!" Vừa quát, Thâm dông vừa vung một lượt hai tay về phía bà lão áo đỏ. Từ hai tay ông thầy, hai vật đen thui bay vụt ra, chạm vô người bà già, tạo ra một tiếng bùm nho nhỏ, cùng chút khối đen thoát ra. Ông hội đồng trướng cổ nhìn hai con vật đen thui nọ là cái giống gì mà chạm vô người mẹ ông lại gây ra tiếng nổ, giống như có người vừa vỗ tay một cái vậy. Nhìn kỹ thì thấy dưới đất sát hai bên chân của bà già có hai cái củ nhìn tựa tựa như củ gừng hay nghệ gì đó, nhưng hai củ đó đen bóng, nên ông nghĩ chắc có lẽ đó là ngải của thầy Thâm Dông rồi. Tuy hai củ đó không làm cho bà già nọ té như câu quát của ông thầy, nhưng cái va chạm kia cũng làm cho bà già áo đỏ thoái lui một bước, đưa mắt nhìn láo liên, nhìn người vừa mới tấn công mình. Không một chút chậm trễ, thầy Thâm Dông vội dùng tay trái bắt ấn quyết, chỉ tay vào con dao để ở trên cái miệng ô nước, rồi lâm trăm độc chú. Chỉ vài giây sau, mặt nước trong ô động sao động, sóng sánh, và con dao nhúc nhích nhẹ theo, rồi từ từ bay lên hướng tới bà già tinh. Nó đảo một vòng rồi bất ngờ đâm thẳng vào ngực bà nọ một cái thật nhanh và mạnh. Bất ngờ trước sự việc trên, ông hội đồng không kịp phản ứng gì, chỉ kêu lên một tiếng đầy xót xa: Đừng mà!" Dù ông có kêu thật lớn nhưng cũng đã muộn. Con dao đã đâm thẳng vô ngực bà già tinh áo đỏ. Mọi người ai nấy đều nghĩ rằng con dao sẽ đâm lúc cán vào bà ấy, nhưng thật không ngờ chỉ gây ra một tiếng bịch nho nhỏ, chứ không mảy may tổn thương được thân thể đó. Thấy không thể đâm thủng được đối thủ, cho nên con dao tự động bay ra xa hơn lấy đà, rồi một lần nữa lao thẳng tới bà già với tốc độ so với ban nãy còn nhanh hơn. Nào ngờ bà già áo đỏ quơ tay nhẹ một cái đã dễ dàng chụp gọn lấy nó, quăng mạnh ngược lại về hướng ông thầy, khiến cho Thâm Dông phải vội vàng né tránh. Bà già tinh cất tiếng cười mang dại như để thị quy, rồi chỉ với ba bước nhảy đã đứng sát một bên Thâm Dông, đưa cánh tay đầy lông lá của mình chụp vào mặt ông thầy, làm ông ta hoảng hồn nhảy vội về phía sau để né tránh đòn tấn công của bà già. Tận mắt thấy con dao pháp khí của sư huynh không hạ được con tinh, nên thạch xót miệng đọc một câu chú thổi vào bó nhang đang cầm trên tay. Vừa thổi xong liền quăng mạnh cả bó nhang đang cháy về hướng bà già áo đỏ. Khi còn cách bà già một khoảng, đám nhang bùng lên như một quần lửa vàng rực lao thẳng đến, khiến cho bà già tinh phải lùi lại, dùng cả hai tay quơ ra để đối phó. Tận dụng giây phút đó, Thâm Dông quơ lấy cái ô đồng quý giá, cho cùng thạch xót dùng hết tốc lực giọt thẳng thật nhanh ra ngoài sân, chạy đi mất biệt, miệng nói vọng lại như để cáo từ gia chủ: "Con tên này dữ quá, hai huynh đệ ta chịu thua rồi." Cho không còn cần giữ dáng vẻ uy phong như ban đầu mới tới, cả hai mặt mũi xanh chành như tàu lá chuối, chạy thật lẹ ra hướng bờ sông, nhảy dội lên ghe dòng đi mất tâm, bó mặt chủ nhà đang xanh mặt đứng trung rẩy. Thấy hai ông thầy vội vã ôm độ bỏ chạy thoát thân, vợ chồng ông hội đồng cũng té xuống nền nhà một lượt và chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Cũng may là con tinh kia không có ý giết chết họ, nó chỉ đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi bất ngờ hất đổ cái bàn, cất tiếng cười khanh khách ngạo nghễ. Sau khi cười xong, nó lừ lừ đi tuốt vô trong buồng, không thèm để ý đến sự bàng hoàng sợ hãi của vợ chồng ông hội cùng với mấy người tôi tớ con cháu nơi đó. Tới đó thấy mình đã hết cách đối phó với con tinh, ông hội đồng liền bàn với vợ cùng mấy đứa con cháu:
Tôi thấy bây giờ không thể sống trong căn nhà được nữa, vì quá nguy hiểm cho tính mạng của tất cả mọi người. Thôi thì mặc kệ thiên hạ đàm tiếu chê bai, mình đành bỏ nhà đi chỗ khác ở. Để đây bà ấy muốn làm cái gì thì làm. Thấy ông chủ nhà bàn tính như vậy, mọi người đều tán thành. Bởi thời gian qua ai nấy đều nơm nớp lo sợ bà già tinh kia sẽ bất ngờ nhảy ra mà hút máu, cướp đi tính mạng của mình. Vì vậy mọi người gấp rút thu xếp đồ đạc. Ngay chỉ hai bữa sau, gia đình ông hội đồng dọn về quê vợ ông bên Vĩnh Long sạch trơn. Rồi cũng theo ý ông, họ bỏ lại đàn gà vịt, cả mấy trăm con, cùng mười mấy con heo. Ý ông hội đồng là để cho bà già nọ có cái để ăn. Dù có thành quỷ thành tinh, nhưng cái xác nọ vẫn là mẹ của ông. Hôm cả nhà lục đục kéo nhau xuống ghe, chỉ có con chó mực là không chịu đi theo. Dắt xuống ghe, vừa chèo là con chó nhảy lên bờ. Mấy bận như vậy nên ông hội đồng đành để nó ở lại, rồi cho ghe rời bến đi. Thấy cả gia đình ông hội đồng dọn đi, bà con chòm xóm xung quanh bắt đầu bàn tán dữ dội. Bây giờ gia đình ông hội đồng đã bỏ nhà, cùng với sản nghiệp lớn lao như vậy mà đi, thì chắc trong nhà đó bà cố đã lộng dữ rồi đó nghe. Thôi thì như ổng còn phải bỏ nhà đi, mình ở đây chắc chắn là lành ít dữ nhiều đó. Suy nghĩ như vậy nên mấy nhà gần đó cũng không ai dám ở lại. Họ rủ nhau dọn nhà đi nơi khác để tránh nạn. Hồi đầu chỉ có mấy nhà gần đó không dám ở thôi, nhưng đêm về bà cố thành tinh đó hay hú lên từng hồi lanh lảnh. Dù ở xa nơi đó cả cây số đều nghe rõ mồn một, khiến cho mấy người ở đó nổi gai ốc trùng mình. Sau cùng họ lần lượt bỏ lại nhà mà đi nơi khác sinh sống. Trời một đồn mười, mười đồn trăm, họ đồn bà cố đã mọc nanh dài ở hai bên miệng. Ban ngày thường đi tới đi lui quanh vùng để bắt trâu bò lởn vởn gần đó mà cắn cổ hút máu, khiến cho con vật chỉ mấy bữa sau là chết thôi. Ban đêm thì la hú ầm trời, rồi cười lên điên dại. Thôn xóm quanh đó càng ngày vắng lặng, cho đến tận bây giờ cũng đã hơn 6 năm. Thầy Tư ngừng kể, quay sang nhìn Ba Đợi cùng Sáu Ngọc nói: Đó, chuyện con tinh già mà hai cậu gặp đêm qua là có sự tích như vậy. Hai cậu nghe có thấy ớn ốc không? Ba Đợi ngóng cổ lên liền hỏi: Ừ, từ đó cho tới bây giờ bộ không có ai dám trị nó hay sao thầy Tư? Thầy Tư lắc đầu trả lời: Ôi, trị thì có, nhưng mà tiêu diệt được nó thì chưa. Tới phiền Sáu Ngọc thắc mắc: Ủa, trị nó là mần sao? Mà tiêu diệt nó là sao vậy thầy? Tôi nghe không hiểu lắm. Mà ai cả gan dám làm chuyện này vậy? Người dám làm chuyện đó là tôi. Tôi chỉ trị là giữ được nó ở trong cái nhà đó, chứ không có ra ngoài tác yêu tác quái như hồi trước. Còn tiêu diệt là đánh cho nó hồn tiêu phách tán, không còn trên đời này nữa. Nói vậy hai cậu hiểu chưa? Ba Đợi nghe thầy Tư nói như vậy thì có chỗ hiểu, có chỗ còn chưa tỏ tường. Quay qua nhìn Sáu Ngọc, thấy anh này mang bộ mặt khó hiểu như mình, Ba Đợi liền hỏi thêm: Ừ, hiểu thì anh em tôi hiểu chút đỉnh hả? Nhưng mà tại sao thầy Tư không diệt nó luôn cho rồi, mà chỉ giam nó ở nhà đó làm chi vậy? Trối mai có người không biết lạc tới đó như tụi tôi hôm qua thì sao? Thầy Tư suy nghĩ một chút rồi mới cất tiếng nói: Ông bảo là tôi không muốn tiêu diệt nó, mà là chưa thể. Cái chuyện này nó dài dòng, nếu nó vắn tắt quá sợ các cậu không hiểu rõ ý. Thôi được rồi, để tôi thuật lại cái chuyện này từ đầu thì hai cậu sẽ tường tận ngọn nguồn thôi. Thầy Tư bắt đầu nhớ lại chuyện xưa. Ông cất giọng như đưa hai người ngồi đối diện về khoảng thời gian khá lâu về trước,
Cách đây trên 30 năm, khi đó thầy còn là một đứa nhỏ mới 12 tuổi mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, tình cảnh khổ sở vô cùng, cơm cháo bữa đói bữa no. May là được một ông thầy đi ngang qua, thấy thương tình cho nên đã đem về nuôi nấng, dạy dỗ cách làm người và truyền đạo thuật. Những pháp thuật mà thầy học được đều do sư phụ truyền lại. Còn về lai lịch của thầy ông cũng có phần khác lạ. Người ở miệt Đồng Nai, được luyện võ từ nhỏ cho nên rất tinh thông nhiều môn, tánh tình nghĩa hiệp hay giúp đỡ mọi người. Tới năm 20 mấy tuổi, thầy nhận thấy võ nghệ của mình dù cao cường tới đâu cũng chỉ đối phó được với người sống, còn khi gặp phải bọn tà ma yêu quỷ thì đành bó tay. Nghĩ vậy cho nên quyết tầm sư học đạo. Kể từ ngày đó thầy rời quê, trong rủi mấy nơi thăm sơn cùng cốc để mà học đạo. Nghe đồn có mấy vị thầy giỏi thường tu hành ở Năm Non, Bãi Núi, Miệt Châu Đốc, cho nên thầy của ông liền khăn gối xuống đó, xuống dùng thất sơn để mà tầm sư học đạo. Khi thầy mới tới Chợ Lớn, ghé tiệm ăn hủ tiếu để hỏi thăm xe hay đi Châu Đốc. Trong lúc còn chờ chủ tiệm đem hủ tiếu ra, thì ở ngoài cửa một ông già cao lớn quắc thước, bận bộ đồ màu vàng bước vô. Ông già nọ đưa mắt kiếm chỗ ngồi, bởi lúc đó quán đông khách cho nên đã hết bàn trống. Thế vậy thì thầy của ông mới liền nhắc ghế mời ông ngồi chung. Tuy chưa hề quen biết, nhưng sau một hồi trò chuyện, hai người có vẻ tâm đắc hợp ý. Rồi khi biết được mục đích của người thanh niên trước mặt muốn tìm thầy học đạo, ông già đó mỉm cười nói: "Chú em muốn học nghề làm thầy à? Tôi chỉ cho." Thầy ông nghe vậy mừng rỡ chắp tay thốt lên: "Dạ, con xin bái sư, mong thầy thông nhận đồ đệ." Ông già vuốt trâu tỏ vẻ hài lòng, cất tiếng cười lớn: "Được rồi, kể từ nay ta sẽ nhận con làm đệ tử." Do duyên bề trên đã an bài, sắp xếp cho thầy ông, ổng cũng bái được một cao nhân làm sư phụ. Sau đó sư ông và thầy cùng đi xuống dụng thất sơn, bởi nơi đây linh khí dồi dào, lại thanh tịnh, rất thuận tiện cho việc học nghệ. Những năm trước đây, sư ông đi chu du nhiều nước, lúc thì ở đất nước Ấn Độ mênh mông quyền bí, lúc lại qua bên nước Tàu rộng lớn, đầy những cao nhân thuật sĩ, khi thì tới xứ Lèo, tức là nước Lào, nhiều bộ phép, rồi nước Simla xinh đẹp nhiều phép thuật, có lúc ở đất Cao Miên toàn buồn ngải. Bởi vậy có lần thầy ông lấy làm hiếu kỳ mới hỏi: "Người đi nhiều nước, nói tiếng nước nào cũng rành, vậy xin hỏi thầy là người của nước nào vậy?" Sư tổ nhướng mày lên hỏi lại: "Còn muốn biết ta là người nước nào phỏng có ích gì? Người nước nào cũng vậy thôi, biến lòng ta ngay thẳng chính trực, làm việc chánh nghĩa, lấy việc cứu nhân độ thế làm đầu là đủ rồi con." Cho đến khi mất, thầy của ông cũng chẳng rõ tên tuổi cùng môn phái của sư phụ mình. Chỉ có một lần thầy ông hỏi tới chuyện tên cùng môn phái của sư phụ, thì sư phụ mới nói: "Con gọi ta là thầy hai là được rồi. Còn môn phái của mình không có tên, vậy từ nay ta xưng là phái vô cũng được." Đó, kể từ cái lần đó, họ không có bao giờ nhắc tới chuyện tên tuổi nữa. Bởi sư tổ là thầy hai, tới thầy của tôi là thầy ba, còn tôi là đời thứ tư đó. Thầy Tư ngưng kể, nhấp một ngụm trà. Sáu Ngọc nãy giờ ngồi nghe say sưa, đến bây giờ mới chen vô hỏi: "Mà thầy Tư, có gặp được sư tổ của mình chưa?" "Cái năm mà tôi gặp được thầy nhận về nuôi á, thì sư ông đã từ giả thầy để tiếp tục đi dân du nơi khác cả chục năm rồi." Thầy Tư chợt trầm ngâm rồi nói tiếp một hơi dài: "Từ lúc mà tôi được thầy nhận nuôi rồi truyền nghệ, tính tới bây giờ đã ngoài 30 năm rồi đó. Từ ngày đó đã được theo người đi trị yêu tà khắp cái miệt lục tỉnh này, rồi không ít bận lên tới Sài Gòn, có lúc qua miệt Thủ Dầu Một nữa. Đã tiêu diệt thâu phục tà ma không biết bao nhiêu mà tính, nên tôi đã đụng với nhiều loại yêu ma khác nhau. Đám thì hiền lành năn nỉ, xin xỏ được về non về núi mà tu hành.
đám thì nó làm hùng chống trả lại quyết liệt, nhưng mà thầy tôi thâu phục rồi chúng cũng không có mấy khó. Bởi vậy tôi học được ở sư phụ của mình không biết bao nhiêu là kinh nghiệm thực chiến quý báu đó. Thầy Tư chợt buông tiếng thở dài rồi lại nói tiếp. Thôi thì bây giờ nói tiếp chuyện thầy trò tôi đi, tại vì nó có liên quan tới con tinh già mà các cậu gặp đêm qua đó. Năm đó thầy đã hơn 70 cho nên thường đau bệnh. Bữa nọ người kêu tôi tới bên giường rồi căn dặn là: Tư à, ta sắp tới lúc theo thầy theo tổ rồi, nhưng có điều này muốn dặn lại cho con. Mấy tháng tới đây con sẽ gặp một con tinh rất dữ, có bề tiêu trừ. Bởi lẽ nó là hai con quỷ dữ quán khí rất nặng, lại mượn xác người vừa chết và giam lại hồn phách trong cái thần đó. Giống như vậy nó đã khó đối phó rồi, nhưng trải qua nhiều ngày tháng hút máu động vật sống và hấp thu ánh trăng, nay công lực của nó vô cùng đáng sợ. Hiện giờ nó cậy vào tài phép mà quậy phá thế gian, làm cho bá tánh ở vùng đó kinh sợ vô cùng. Những phép thuật mà thầy trò của mình biết chỉ có thể khống chế nó, không thể ra ngoài gây nguy hại cho chúng sanh, chứ không tiêu diệt được. Bởi ngoài tài phép của nó thì còn bị cái xác người kia cản trở. Khi bị bùa phép thì đánh nó sẽ đưa cái xác người chưa chết hẳn ra đón đỡ, cho nên bùa phép không tổn hại được. Vậy là bó tay với nó sao thầy? Không phải là vô phương như vậy đâu con. Bởi ngoài cái gươm truyền môn có thể dùng để giết nó, nhưng còn phải được sự trùng cửu giúp sức thêm mới tiêu diệt nó đặng để. Cái khó ở chỗ trùng cửu, bởi không phải chỉ có ngày mùng 9 tháng 9 không là đủ đâu, mà phải thêm vô đó nhiều cái trùng cửu khác nữa. Nhưng do thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói thêm. Tới khi đó phải coi phước báo của bá tánh ở vùng ấy có lớn hay không. Nếu mà phước báo của bá tánh đủ lớn thì con sẽ có diện binh tới phụ lực để mà tiêu trừ con tinh dữ đó. Dừng kể, nhấp thêm một hớp nước trà nữa để dằn cơn xúc cảm, thầy Tư mới nói tiếp. Căn dặn tới đó thầy tôi cũng không có nói gì thêm nữa, mà nhắm mắt dưỡng thần. Qua hai ngày sau thì mất đi. Có lẽ do tánh linh, hoặc là thầy đã thấy chuyện tương lai trước khi mất, cho nên thầy đã căn dặn lại như vậy. Bởi sau khi thầy mất được mấy tháng rồi thì ông hội đồng nọ không biết do ai chỉ mà thân chinh tới tìm thầy tôi để nhờ trừ con tinh già. Khi biết thầy tôi đã mất, ông ta hỏi tôi có thể trị con tinh nọ không. Nhớ tới lời thầy căn dặn lúc trước, cho nên đã hỏi cặn kẽ về con tinh đó. Ông hội đồng không có giấu giếm gì hết, thuật lại đầu đuôi chuyện con tinh, từ cái lúc mà nhập vô xác mẹ ổng như thế nào cho đến hiện tại nó ra sao. Ông hội đồng kể lại một cách rành rọt, đầy đủ mọi chuyện, từ cái chuyện thay đổi hình dáng bên ngoài cho đến cách ăn uống gà vịt sống, đến cách sinh hoạt, tánh tình đáng sợ của bà mẹ ổng mà hiện giờ đã thành tinh rồi đó. Rồi thuật tiếp tới cái đoạn con tinh nó trượt ba thầy trò ông thầy Pháp kia chạy dài ra sau. Luôn cả chuyện cách đây chừng mấy năm, hai sư huynh đệ thâm dòng về Thạch Sót, dù rất cao tay về buồn ngải, mà sau chót cũng phải đành bỏ chạy, bởi không đấu lại con tinh kia. Đến cuối cùng ông vì sự an toàn của mọi người trong gia đình đành phải bỏ nhà mà đi. Ôi nói nào ngay ông ta cũng thành thật nói, sau khi dọn nhà đi thì ông hội đồng nói bản thân đã mất lòng tin với các thầy Pháp thầy bùa đâu. Bởi pháp lực con tinh già nọ quá cao cường, ông không có tin là có người nào đủ bản lãnh để mà tiêu trừ nó. Cũng may sau đó có người bà con bên họ nội cam đoan là nếu rước được thầy ba thì mới trị được con tinh này.
Bởi vậy mà ông hết lời năn nỉ tôi tới giúp giùm. Vậy là bữa sau đó tôi khăn gấu tới đây để diệt trừ con tinh đây. Khi mà tới nơi, tôi phải nghỉ ngơi 3 ngày để lấy lại sức, và cũng để chuẩn bị mấy cái món pháp khí linh phụ cờ phướng để mà trấn yểm nó. Tại vì đã quá quen thuộc với tính cách của mấy loài yêu ma, cho nên tôi ngó thấy là biết nó thuộc cái loại dữ dằn khó trị rồi. Thầy nào mà yếu yếu rồi nó giật chết như chờ đó. Cộng thêm nhớ lại di ngôn của thầy dặn trước lúc mất, tôi không có đấu trực tiếp với nó, mà chỉ bài bố thiên la địa võng quanh khu vực đó, không có cho nó thoát ra ngoài mà nhiễu hại ba tánh. Từ đó đến giờ tính ra cũng đã 3 năm tôi cất tạm cái chòi này ở gần nhà nó với 2 mục đích. Một là đề phòng lỡ nó sống ra thì còn ngăn chặn kịp thời. Hai là chờ chuyện binh tới tương trợ đó. Ba đợi nãy giờ im lặng lắng nghe, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Vậy cho tới bây giờ thầy cũng chưa gặp được chuyện binh hay sao? Thầy Tư cười cười. Gặp thì gặp rồi, nhưng mà tôi chưa có hỏi ý họ. Vậy chứ bài thiên la địa võng là sao vậy thầy? Ôi, nói cho dễ hiểu á, là tôi làm phép thể như giăng lưới trên trời, giăng võng dưới đất, không cho cái đám tinh ma yêu quỷ gì đó để nó từ trong nó thoát ra ngoài, hay là từ ngoài có thể vô bên trong. Nghĩa là cho dù chúng có thăng thiên hay động thổ thì cũng bị ngăn chặn bởi vô số lửa phép. Thí dụ như cái lúc còn chó mực trượt theo chụp 2 cậu tối qua, nếu mà không nhờ thiên la tôi giăng sẵn á, thì con chó quỷ nọ nó đâu có bị lửa đốt cho thọ thương mà chạy ngược vô trong chứ. Bằng không thì cái cậu này bị nó chụp trúng, nếu vậy thì hậu quả ra sao chắc cậu có thể tưởng tượng ra được mà. Tôi nói vậy 2 cậu hiểu chưa? Ba đợi nghe thầy Tư giải thích tỏ tường như vậy liền làm lanh nói. Thiên la địa giống thầy văn á, có phải giống như Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng tròn phép cho đường tăng vô ở trỏng mà không có sợ yêu quái bắt đi, phải không thầy Tư? Ông thầy Kim Tốn gật đầu rồi nói. Tuy không có dám so sánh cái trận đó với cái vòng của thầy Thiên Đại Thánh, nhưng mà trận pháp đó tạm thời nó cũng giam cái tụi yêu quỷ lại một chỗ rồi. Bây giờ tới phiên Sáu Ngọc hỏi. Mà sao thầy Tư không nhốt nó nội trong nhà thôi, để khỏi phải hiện ra quấy phá làm bậy, chứ rủ chẳng may có ai đi lạc như anh em tụi tôi thì sao? Hên là anh em tôi có cái đùi bê thế mạng đó, chứ không thôi là chưa biết tới đâu mà nói luôn. Nếu như vậy thì sao? Không để Sáu Ngọc nói hết câu, thầy Tư lắc đầu. Ôi, làm sao mà tôi không có muốn làm như cậu nói chứ. Có điều con tin này ma lực mạnh lắm, nếu mà giam cấm một chỗ e là làm cho nó bị dồn ép bức bí quá, nó lấy sức ra dùng dãy, như vậy dễ sống ra ngoài lắm. Nếu vậy thì hậu quả nguy hại còn khôn lường hơn. Thà là mình cứ để thông dong cho nó hoạt động ở một khu vực nhỏ, như vậy nó sẽ tạm thời ở yên một chỗ mà có lợi hơn đó, chứ không có dám tạo ra cái động thái quá lớn. Mà hai cậu thấy đó, người dân ở xung quanh đây có ai dám tới gần cái căn nhà đó đâu mà sợ đi lạc vô đó chứ. Người dân ở cách đây mấy cây số còn biết chuyện con tinh này rất là lộng hành, nó đã hút máu nhiều động vật sống, thử hỏi ai dám héo lanh tới để trở thành con mồi cho nó. Hơn nữa bốn bề xung quanh nhà ông Hội đều có đề bảng cấm nêu rõ cái sự nguy hiểm, ở dưới bến đó cũng có đề bảng chỉ cái sự hiểm nguy nữa. Ba đợi chắc lưỡi hít hà để diễn tả nỗi sợ hãi và cái hên của mình. Trời ơi, vậy mà khi cặp ghe vô anh em tôi không thấy gì ráo trội, xích chút xíu nữa là dòng mạng bó tay với nó rồi. Thầy Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói tiếp. Có lẽ trận pháp tôi bày ra nó đã giảm quy lực đi phần nào, và ma lực của con tinh đó lại mạnh hơn hồi 3 năm trước, nên nó có thể đi xa hơn khỏi nhà. Có thể cái bản cấm đó đã bị nó hoặc là đám thuộc hạ nhổ mất cũng không chừng nữa.
Hai anh em Ba Đợi và Sáu Ngọc nhìn nhau, muốn đổ mồ hôi hột thêm lần nữa. Thầy Tư chợt hỏi: "À, nói chuyện nãy giờ, hai cậu có biết diện binh của tôi là ai chưa?" "Ê, bằng sao mà tôi biết đặng được? Ủa, mà nói vậy thầy tìm được họ rồi hả? Cái người đó ở đâu? Sao thầy với họ không ráp lại mà xử lý con tin giả cho rồi đi?" Sáu Ngọc nói một hơi mà đôi mắt luôn nhìn thầy Tư để xem diễn biến trên gương mặt của thầy. Bởi anh lờ mờ đoán được diện binh của thầy Tư nói là ai rồi. Tới phiên thầy Tư cười, ngó Sáu Ngọc nói: "Thì tôi tính hỏi ý họ đây nè." Ba Đợi mau mắng hỏi: "Ủa, họ là ai? Sao thầy không hỏi ý họ rồi giết vứt con tin đó đi để cứu ba tánh? Chứ để càng lâu á, nó mạnh hơn thì khó diệt thêm à." Thầy Tư lại quay sang nhìn Ba Đợi, chậm rãi nói: "Trời ơi, tôi giờ tính hỏi họ đây nè. Cái khó là không biết họ có sẵn lòng giúp mình không. Điều đó mới là quan trọng à." Sáu Ngọc nghe đến đây thì dường như đã rõ thầy Tư muốn nói ai rồi. Anh cười cười: "Thầy Tư cứ hỏi đi, coi họ tính sao." Ba Đợi gật đầu, tỏ ra là người hào hiệp, lòng đầy chính nghĩa nói: "Ừ, đúng đó. Cái gì thời không nói chứ mà cái chuyện làm phước à, tôi tin là họ chịu liền à." "Cái đó thời chưa chắc. Cậu nói vậy chứ khi đụng chuyện là coi chừng họ chạy dài nha." Sáu Ngọc nhướng mày: "Sao thầy lo sợ họ chạy? Theo tôi thấy thì ngược lại đó thầy." Thầy Tư chỉ cười nhẹ mà chưa trả lời ngay. Thấy vậy, Ba Đợi sấn vô hỏi liền: "Họ là ai vậy thầy?" Thầy Tư chậm rãi nở nụ cười đầy bí hiểm trên môi, nhìn Ba Đợi cất tiếng: "Thì hai cậu chứ còn ai khác nữa." Nghe tới đó, Ba Đợi muốn bật ngửa ra, còn Sáu Ngọc chỉ cười mà không nói gì. Qua một chút sau, thầy Tư lên tiếng: "Đó, thôi giờ nghe vậy rồi, giờ hai cậu tin sao?" Ba Đợi đổ mồ hôi hột đầy mình, lắc đầu ngoài ngoài, xua tay lia lịa: "Ê, cái vụ này thấy không có ổn đâu nghe thầy. Hai đứa tôi tuy biết chút võ nghệ để phòng thân thôi, nếu mà là chuyện bất bình do con người ta tạo ra thì anh em tôi rất sẵn lòng giúp một tay. Còn cái chuyện này ma quỷ yêu tinh như vậy, xin lỗi tôi không biết làm sao hết để mà giúp. Thôi thì thầy cho tôi xá dạy một cái." Thầy Tư đã đoán trước được chuyện như vậy nên cũng không bất ngờ. Ông cười lớn: Tôi biết liền mà." Tới phiền Sáu Ngọc, bình tĩnh đưa ra ý kiến của mình: Thầy Tư à, anh em tụi tôi tuy là không biết chút gì về bùa chú phù phép, nhưng mà nếu thầy cần và chỉ điểm cho tôi thì tôi đâu có ngán đâu. Bây giờ thầy nói rõ hơn chút coi, có biết tường tận thì tôi mới dám nhận lời được." Anh ta nói một hơi, còn người bạn kế bên ngồi nghe mà lắc đầu kêu khổ liền miệng, điều bộ rất tức cười. Thầy Tư nhìn anh ta cười hỏi: "Mà cậu sợ là sợ ra sao?" Ba Đợi cũng không giấu giếm nỗi sợ của mình, anh le lưỡi rút đầu trả lời: "Thì nó đã thành tinh rồi, ăn thịt sống nhai nghe rạo rạo. Tôi chỉ dòm thấy thôi mà muốn chết giấc. Bây giờ thầy biểu tôi đi quánh nó mà sao dám chứ?" Quay qua Sáu Ngọc, thầy Tư lại hỏi: Còn ý của cậu thì sao?" Cũng chậm rãi, Sáu Ngọc trả lời: Tôi nói rồi, hễ thầy mà chỉ tận tường cách trị nó ra sao á thì anh em tôi sẵn lòng một tay, phải không anh Ba?" Vừa nói, Sáu Ngọc vừa quay sang nhìn Ba Đợi, làm cho anh này quảng hồn la lên: "Ê, chuyện này không có tôi à nghe. Nhắc tới nó bây giờ tôi còn nổi da gà cục 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 nè. Nếu mà có gan á thì chú Sáu cứ đi với thầy Tư về con tên nó đi, chỉ chuyện đó tôi xin kiếu." Nói xong, anh ta rót một tách trà ra nhâm nhi thưởng thức, ý là để hai người kia có gì bàn tán với nhau thì cứ bàn, chuyện đó không mắc mớ gì hay liên quan gì tới anh ta. Nhưng thầy Tư đâu chịu buông tha cho Ba Đợi. Ông nói làm như chỉ nói riêng với Sáu Ngọc, nhưng cốt yếu là muốn cho Ba Đợi nghe. Bởi anh chàng này tuy bề ngoài đang thưởng thức tách trà trên tay, nhưng thật ra đang giỏng cái lỗ tai lên nghe chuyện của thầy Tư và Sáu Ngọc bàn tán với nhau.
Giọng thầy Tư hổng lớn, có điều khi ba đợi càng nghe thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Chuyện đời mà cậu, nhiều khi mình không muốn mà việc nó tới là mình cũng phải làm thôi. Sáu Ngọc như phần nào hiểu ý, liền hỏi lại ngay. Ý thầy là sao? Thầy Tư hắn giọng ra vẻ thần bí, chậm rãi nói tiếp. Đôi khi ở đời mình giúp người là mình tự giúp mình. Cậu có biết ý nghĩa câu nói đó ra sao không? Chuyện đời muôn vàn khó lường, làm sao mà hiểu cho đặng đây? Thôi thì nhờ thầy giảng thêm cho rõ chút nữa đi. Thầy Tư chậm rãi uống thêm mấy hớp trà, rồi thủng thỉnh nói. Cái việc tà ma quỷ quái nó quả thật rất khó lường. Bởi giờ có khi một vết cắn, vết cào hay là một cái gì mà do con người gây ra thì nó dễ trị. Còn chẳng may do yêu tinh gây ra, thoạt dòm thì thấy không có gì hết, nhưng nó ẩn chứa một mối nguy hiểm không lường và sẽ mất mạng như trời đó. Sao Ngọc như hiểu ý thầy Tư, anh liền hỏi tới. Cụ thể người bị cào hoặc là bị cắn sẽ bị như thế nào vậy thầy? Cũng tùy loại thôi. Nếu mà là loại cương thi cắn hoặc cào trúng thì người đó sẽ dần mất đi cảm giác, và chỉ một thời gian ngắn sau cũng sẽ biến thành cương thi. Còn các loại ma quỷ khác, có khi cào hoặc cắn trúng thì gây sưng chút ít hay là đau đớn gì đó. Có loại nguy hiểm thì thậm chí phải mất mạng, phải tùy từng trường hợp cụ thể nữa. Tuy làm như bản thân chỉ lo thưởng thức trà, không để ý tới hai người nói chuyện, nhưng thật ra ba đợi luôn giỏng tai nghe rõ mồn một câu chuyện mà hai người nọ bàn, không sót một chữ. Nghe tới đây, anh ta chột dạ, bởi nhớ tới mình đêm qua bị tên quản gia ma quỷ đó chụp một cái. Tuy rằng nó không bắt được, nhưng cũng làm cho anh trách áo, xước da. Mà bây giờ còn nghe cái chỗ bị con chó quỷ chụp trúng, nó hơi ê ê. Cho nên anh quay qua hỏi liền. Ê thầy Tư, làm ơn coi giùm cái chỗ tôi bị con quỷ cào trúng có sao không? Vừa nói, anh vừa quay lưng lại, dán áo lên để thầy Tư ngó giùm. Thầy Tư cũng không ngó xem vết thương nọ ra sao, mà ông cất tiếng nói luôn. Thôi, không có cần câu nữa. Hồi khuya hôm qua đó, lúc các cậu ngủ tôi thấy rồi. Nó bầm cỡ trái chanh, nhưng mà bây giờ chắc nó lớn hơn chút đỉnh đó. Nghe nói vậy, ba đợi càng hoảng hồn hơn, lật đật nhờ Sáu Ngọc cô có thiệt như vậy hay không. Sau khi ngó kỹ, Sáu Ngọc gật đầu xác nhận, hiện giờ nó đã lớn hơn trái chanh chút đỉnh rồi. Nghe xong, ba đợi xanh mặt, tay chân bủn rủn. Anh sợ có khi nào mình biến thành cương thi như cái loại thầy Tư kể lúc nãy hay không, hay nói không chừng biến thành con ma chó như cái tên quản gia kia thì lại càng khổ. Nên lập bập hỏi. Như vậy tôi biết tính sao thầy Tư? Ban đầu tính hỏi tôi bị như vậy có trở thành cương thi hay không, nhưng anh nghĩ con chó kia chắc cũng không phải là cương thi, cho nên liền nói trớ qua kiểu khác. Hỏi xong, ba đợi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của ông thầy. Thầy Tư trả lời liền. Với trường hợp của cậu đó, chỗ vết bầm đó mỗi ngày một lớn thêm một chút, 3 tháng 10 ngày sau thì nó lan rộng ra hết lưng. Tới đó tanh mạng e khó giữ, qua đà hay là biển thước tái thế cũng đành bó tay, vì hết phường cứu chữa thôi. Nghe tới đó, mặt ba đợi cắt không còn hột máu. Anh run run hỏi. Vậy bây giờ có cách nào trị nó không? Thầy ơi, làm ơn chỉ giùm tôi với, dù tốn bao nhiêu tiền cũng đặng. Được vậy tôi mang ơn thầy nhiều lắm. Thấy gương mặt tiểu não của ba đợi, thầy Tư cố nén cười, lắc đầu nói. Ôi, với tình trạng của cậu ba đây thì không có thuốc thang nào trên đời trị được hết đó, mà chỉ có cậu tự giúp chính mình thôi. Sáu Ngọc lúc đó mới chen vô. Như vậy là sao? Mong thầy làm ơn chỉ giùm cho. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Miền Tây Xưa, Con Tinh Dạ, một tập truyện rất là hay của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Huy đọc tập truyện này rất là đã miệng, lâu lắm rồi mới được nói những cái tiếng địa phương miền Tây rặt như vậy. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nhé.
Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.